Di tích lịch sử văn hóa Miếu Tây ở thôn Vinh Thượng, xã Lam Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Quả cây xanh mát lắm các bạn. Miếu được đóng cửa. Ngoài có cái ban thờ có chữ di tích lịch sử, nhưng mà chữ này là thời chữ Nho Hán rồi nhưng mình không đọc được. Miếu lắm, lâu lắm rồi đây. Trên này khá là mát các bạn, mát.